Thông tin về tình hình mưa lũ, nước lũ trên các sông ở Hà Tĩnh và Quảng Bình đang dâng cao khiến nhiều địa phương bị chia cắt, người dân di dời tài sản trong đêm. Khu vực đường vào các bản Dốc Mây, bản Trung Sơn, bản Ploang, bản Rin Rin, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nước dâng cao từ 0,4 đến 0,8 mét, gây chia cắt 4 bản này với trung tâm xã. Tại khu vực ngầm qua các bản Cồn Roàng, Ca Rong 1 và Khe Dung, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, nước ngập sâu từ 0,7 đến 1 mét, gây chia cắt cục bộ, người và phương tiện không thể qua lại được. Còn tại huyện Minh Hóa, ngầm Ca Ai, Ca Định, xã Dân Hóa, nước ngập cao từ 1 đến 1,5 mét, người và phương tiện không qua lại được, chia cắt một phần bản Ca Ai và toàn bộ bản Tà Rà, Hà Nông. Một số nhà dân ở vùng trũng thấp xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa cũng bị ngập. Ngay trong đêm ngày 25 tháng 9, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng khẩn trương hỗ trợ các hộ dân bị ngập, kê cao đồ đạc, di rời đến nơi an toàn. Mưa lớn từ đêm qua đến sáng ngày hôm nay, ngày 26 tháng 9, cũng khiến mực nước sông, suối trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dâng cao. Sáng ngày 26 tháng 9, một số cầu tràn qua sông Ngàn Sâu thuộc các xã Hương Trạch, Hương Đô, huyện Hương Khê và một số tuyến đường dân sinh đã bị ngập cục bộ.